Rồi bạn ơi, làm nè. Mẹ. Mẹ. Đi không? Không để nó đi chăng? Giờ tôi cần nó là 75 chăng? Cho cái nick 75 chăng mà được. Dù Nhưng mà thấy với không là cũng không được đúng không? Với không. Chờ xíu thì nó có action nhỉ. Thường vừa trăm mới nhảy được không, còn không biết như nào. Lần trước là nó về 100 đúng không? Lần trước là dưới 100 Trước nên vừa dưới trăm không trước đúng mà nhảy được không. Giờ mà tôi chuyển lại ấu á, chuyển lại sang cái kết nó nhận nó không, nó đóng lại là trăm, mất lỏng nó giọt lên, giọt nhanh lắm, giọt lên 60-70% á, không xử lý kịp thời nó có thể gây chip á, lên đi 21, mất lên 22. Tức là nếu như bây giờ mình chỉ cần chuyển một trong hai thằng này, Không, thằng này nè, thằng này thằng mình chuyển thằng thằng là thằng A đúng không, thằng này lưu lượng lớn mà về cascade lại đúng không, à, nên là cái chuyển init này nó mất thì nó lấy cái OB này nó gửi qua này vậy. lấy không này với đây nó cứ hạ Ok, được rồi, được rồi. nó chuyển ngược lại Chuyển chuyển ngược lại lại nó không có có ai sao đâu.